Xin chào các bạn. Thì bài viết này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm lát để trong Excel mà để tìm cái giá trị lớn nhất. Thì đầu tiên thì các bạn phải tải cái thực hành này á, có gắn kèm trong bài viết để làm cùng mình nhé. Rồi đầu tiên thì cái công thức lát này á thì nó được tham chiếu như thế nào? Thì nó sẽ bằng này, tham chiếu của hàm lát thì nó sẽ có array và k. Array ở đây tức là gì? Array tức là cái vùng cần tìm, tức là vùng mình cần cần chọn đó. Rồi k, k ở đây tức là giá trị lớn nhất trong vùng đó. Ví dụ k bằng 1 thì mình sẽ nó sẽ là lớn nhất số 1, còn k bằng 2 thì nó sẽ là số 2. Rồi. Ở đây thì mình trong bài toán này thì nó yêu cầu mình là tìm cái doanh số nhân viên á cao nhất á. Ở đây thì mình nhìn như thế này thì nếu mà mình tìm bằng mắt thường thì nó rất là lâu. Thì mình sẽ sử dụng công thức như thế nào bằng lát này đúng không? Rồi ở đây á, vùng chọn là mình sẽ chọn cái vùng này đó. Vùng thì mình sẽ chọn hết hết rồi. Ở đây thì mình nhấn F4 nhé, hoặc là F4 một số dòng máy để mình khóa cái vùng chọn này lại. Rồi đây mình chỉ tìm vị trí duy nhất nên là mình nhấn một này, nhấn Enter này. Rồi ở đây á, ở đây thì nó sẽ ra là cái con số thưởng cao nhất là 12 triệu này, lần này lớn nhất. Còn nếu thứ nhì thì sao? Copy công thức vào đây ha. Rồi chọn số 2. Rồi đây thì giờ công thức rồi, ok. Đây thứ nhất tức là 12 triệu mốt, thứ nhì là 11 triệu tư. Rồi nhưng mà ở đây á thì tất nhiên thì bài toán nó sẽ yêu cầu mình tức là thưởng bao nhiêu yêu cầu của bài toán này, yêu cầu của nó tức là nếu có thằng nào mà được doanh thu cao nhất á, thì sẽ thưởng 2 triệu này, thứ nhất thì được 2 triệu ha, mà thứ thứ hai thì sẽ được 1 triệu. Thì mình sẽ dùng công thức nào? Thì ở đây bài toán rồi, nếu mà có bài toán như này á thì mình sẽ dùng cái hàm lát để mà kết hợp với hàm if để mình tìm ra cái nhân viên cao nhất. Rồi ở đây mình dùng công thức ha, mình bằng ha, bằng này if này. Rồi ở trong đây thì mình sẽ dùng lát này. Rồi lát thì mình sẽ bôi lại, mình làm lại ha. Rồi đóng. Rồi đây là mình sẽ tìm vị trí thứ nhất. Nếu mà cái hàm lát này á nó bằng y4 thì ở đây là ok, y4 ha, mình nhập y4 đi. Y4, rồi thì với lại mình thì nó sẽ được là 2 triệu ha. 2 triệu, ok. Còn nếu á, mình tiếp tục. Rồi, tiếp tục mình sẽ tiếp tục hàm if ha. Rồi, nếu mà nó đứng vị trí thứ hai thì nó sẽ có 1 triệu. Còn lại thì sẽ có không không đồng. Rồi, mình nhấn enter thử ha. Rồi ok, thiếu một điều ngọt. Rồi ok. Rồi, lúc bây giờ thì mình sẽ nhìn này, đó, thằng 12 triệu nãy này, nó sẽ thưởng 2 triệu này. Còn ông này chỉ thưởng được 1 triệu thôi. Rồi, giả sử bài toán này không có kêu thưởng, nhưng mà mình sử dụng cái hàm lát này á, để mình kết hợp với cái công cụ conditional formatting này, để mình bôi màu. Tức là thằng nào mà có doanh số cao nhất thì thưởng. Hồi nặng đây lại đi ha, mình nặng đi cho nó dễ thực hiện ha. Rồi thì ở đây thì mình kết hợp với cái hàm lát này kết hợp với conditional formatting thì mình làm như thế nào? Thì các bước là như sau ha. Thì yêu cầu của toán á, nếu mà thứ nhất á thì toán màu vàng này, còn thứ nhì thì cho xanh dương này. Rồi ở đây thì mình sẽ bôi nhé. Đầu tiên thì nó kêu mình là đầu tiên thì mình sẽ chọn vùng dữ liệu. Rồi chọn vùng dữ liệu ha. Sau khi chọn vùng dữ liệu xong thì mình nhấn conditional formatting này, mình kéo xuống new rule. Rồi mình sẽ chọn cái này view này để mình nhập công thức này. Công thức ở đây nó sẽ bằng này, bằng y4. Đây y4 lại đây, y4 nhá. Mình sẽ đóng cái mình phải khóa nó lại. Rồi khóa cột lại. Rồi ở đây mình sẽ khóa cột, bởi vì sao khóa cột? Khóa cột nó sẽ
nhận cái có điện cột này thôi, nó không sẽ không lấy cái giá trị cột khác, rồi sẽ bằng lát ha. Rồi lát ở trong này thì mình sẽ quét chọn cái bùn, quét chọn bùn từ đây i4 tới i22 này là cái bùn mà để mình xét nó trên số đấy. Rồi nếu mà cao nhất thì nhấn số 1 nha. Rồi sau đây là xong công thức này, rồi mình bấm format fill này, chọn màu vàng ha. Ok rồi, thanh toán màu vàng này. Tương tự như vậy thì mình làm cho cái thằng tương tự như vậy thì mình làm cho cái thằng thứ hai. Rồi ở đây thì tương tự ha, mình vẫn như vậy luôn, new rule. Rồi nhập công thức, ở đây ok. Rồi khó cậu thôi ha, bằng rồi thanh dương ha. Ok rồi đó thì cái bài mà hướng dẫn sử dụng cái hàm lát này thì đến đây kết thúc rồi. Thì cảm ơn các bạn đã chú lắng nghe, chúc các bạn thành công.